Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2021. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm đẩy xóa sắt. Thương hiệu là CAF, mã là TA18F. Thì con này về hình thức mặt phay nhôm rất là đẹp nha các bác nhé. Nói chung là hàng bãi được những cái con là mặt mũi còn đẹp như này thì cũng rất là ít. Cái này thì thật sự các bác nào em xử lý đi sơn phát là xong nó bị xước thôi. Nhưng mà đây là về em chưa kịp gọi là xử lý cái gì cả, cứ để nguyên mộc mạc như này em quay cho các bác thôi. Đấy. Chung con này thì cũng còn khá là đẹp. Nói chung là về bên ngoài cũng như bên trong thì còn khá là đẹp nhé các bác nhá. Thì con này thì chạy 16 xò sắt của Mexico. 16 xò sắt của Mexico và 16 xò tham của Toshiba. Toshiba bộ áp nhé các bác nhá. Đấy. Nên là con này rất là khỏe. Con này các bác có thể đánh được hai đôi full 30 hoặc 40, côn 75 76. Đấy. Con này nó sẽ là chạy tụ là 2468 tụ. Tụ của nó là 80V, 15.000mi. Ở bên sườn này sẽ được ghi chữ USCA. Đấy. 2007, 27 tháng 7 2007. Đấy, và ở dưới cái bên này cũng vậy. Bên này vậy, nó cũng dọc cái chữ y như vậy. Đấy. Thì hàng này nói chung là hàng CIF thì nó rất là nổi tiếng rồi. Nó là hàng thương hiệu, hàng hãng. Nên là các bác chơi cũng yên tâm. Thì con này tất cả còn nguyên zin hết nha các bác nhá. Tất cả những cái keo niêm phong mà những cái đầu ốc này, đấy, tất cả nó còn nguyên hết. Đấy, còn nguyên keo hết. Rất là đẹp nha các bác nhá, rất là đẹp. Nói chung là đẹp và sạch sẽ, hàng zin 100%. Đấy, zin 100% và quạt con này kêu rất là êm nha các bác nhá. Rất là êm. Và đây ở đằng sau của nó sẽ ghi là TA. Đấy, ghi luôn model này TA18F. Đấy. Nói chung là thông số hàng rất là chi tiết cho các bác, kể cả mã series. Đấy. Con này thì nó sẽ có chế độ đánh súp cho các bác. Đấy, bây giờ là hiện tại thì em đang gạt sang cái chế độ đánh full. Đấy, các bác mà đánh súp thì gạt về nhá, gạt về thì nó sẽ chỉ còn tiếng bát thôi, nó sẽ không còn lời nữa nhá. Đấy, còn sang chế độ này, chế độ đầu tiên của nó sẽ là chế độ tiếp mát. Chế độ thứ hai sẽ là tín hiệu đầu vào, xử lý tín hiệu đầu vào là cho to và bé đấy. To nhỏ tín hiệu vào thì bình thường em sẽ để cái mức to nhất là 0,77V. Và con này đánh được xuống cả đến 4 ôm, từ 8 đến 4 ôm. Đấy, thì em sẽ gạt cho các bác là đánh 8 ôm. Đấy, con bác nào đó đấu hai đôi các bác sẽ gạt về 4 ôm cho em nhé. Còn sau này nó sẽ cuối cùng thì nó sẽ là chế độ đánh. Đấy, nó sẽ có chế độ sitte. Sitte là chế độ đánh hai loa. Mono này có nghĩa là cắm một đường tín hiệu mà ra được cả hai đường tín hiệu. Và Braille các bác sẽ cũng chỉ cắm một đường tín hiệu thôi. Và nó sẽ gọi là dồn kênh, nó chập kênh, hai kênh nó thành một thì các bác sẽ phải đấu hai cái cọc đỏ này. Thế là chế độ Braille. Với chiếc cục đẩy như này thì thật sự các bác là còn đến trên 80%. Đấy, còn rất là đẹp. Đấy. Nếu mà nói chung là hàng bãi tầm bao nhiêu năm sử dụng mà đẹp như này thì thật sự các bác là cũng rất là ít. Đấy, con này thì nó sẽ là sản xuất theo công nghệ của USA. Đấy, nhưng mà sản xuất ở nước thứ ba là nước Trung Quốc. Made in PRC. Đấy. Nói chung là cái dòng hàng hãng thì các bác chưa yên tâm. Đa phần bây giờ là đều là sản xuất tại Trung Quốc hết. Thì tất cả những cái nhà máy ở bên Mỹ hoặc ở bên Nhật, bên Hàn là người ta không sản xuất cái đồ linh kiện, đồ điện tử rồi. Đấy là đều là cho nước thứ ba sản xuất thôi. Đấy là ở Trung Quốc. Đấy thì với cái cục đẩy này thì các bác chắc là cũng chẳng còn san hạ gì nữa rồi. Rất là nhiều anh em trên thị trường đã gọi là có và bán những cái dòng đẩy rồi. Và cái mức giá thì cũng công khai luôn. Nên trên cho các bác được gọi là tham khảo. Thì riêng con này thì em cũng báo luôn cho các bác là giá hiện tại thời điểm bây giờ là 5,5 triệu. Còn ví dụ ở thời điểm trước có thể là nó rẻ hơn và có thể là nó cao hơn. Thì nói chung là tất cả những mặt hàng thì nó giá nó lên theo từng một thời điểm, chứ không phải là
là lúc nào cũng như lúc nào nhé các bác nhé. Nên là cái mức giá thì trong thời điểm này thì các bác cứ đi tham khảo một vài chỗ, ví dụ chỗ nào nó hợp lý, nó rẻ hơn thì các bác lấy. Còn ở bên em thì là sẽ là 5,5 triệu một con đấy, 5,5 triệu một con. Thì cái hàng này này em sẽ cam kết cho các bác là hàng bao đẹp bao zin, bao đẹp bao zin, chưa đụng chạm gì cả, tất cả là quạt kiếp là rất là êm. Đây em sẽ cắm thử quạt cho các bác nghe nhé, chiết ép không bị sọt sẹt, nói chung là hàng chuẩn chuẩn và zin đấy, chất luôn đấy, các bác nghe quạt chưa, quạt rất êm luôn đấy, không nghe đấy, quạt rất êm luôn, cảm giác các bác nghe chỉ hơi có một tiếng gọi là phù 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 ở ngoài thôi đấy, cực êm luôn. Đấy, tất cả là hoạt động hoàn hảo hết nhé các bác nhé. Đấy thì giá cũng báo luôn cho các bác rồi, 5,5 triệu giá tại thời điểm ngày hôm nay đấy. Thì các bác cứ đi tham khảo đi, chỗ nào hợp lý thì các bác mua thôi đấy, nhưng mà cứ sao tìm hiểu kỹ làm sao nó còn đẹp, và chất chất của nó ở bên trong nó phải đẹp, nó phải gọi là không qua sửa chữa thì các bác chơi thôi đấy. Thì cái con này thì em cũng giới thiệu qua cho các bác rồi, thì nó tiện thì em sẽ quay lại cho các bác. Vừa rồi em cũng làm một cái video con 4 kênh rồi đấy, con 4 kênh thì em cũng xin báo luôn cho các bác, con 4 kênh thì là giá là cũng là 5,5 triệu nhá các bác nhá, 5,5 triệu đấy. Bên em còn rất là nhiều những dòng mặt hàng để cho các bác được lựa chọn đấy, nên là các bác cứ tham khảo đấy vào những cái video của em đăng từ trước đấy, các bác cứ nghiên cứu rất là nhiều mặt hàng, cả vang số bên trước đấy, để cho các bác cứ xem hợp cái gì các bác cứ alo cho em qua số điện thoại 0985 778 338 và 0937 343 486. Em ở số 89 ở Hoàn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Thế thì các bác nào yêu quý kênh hãy để lại một vài số like, nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được cập nhật về cho các bác. Sau đây em xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.